jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Mỗi lần uống là khóc mà khoái uống lắm. Em có sao? Cô được xin lỗi rồi. Người chân tâm được rồi, bình tĩnh. Ủa cậu, gì vậy cậu? Bây giờ con giữ hai người này giùm cậu nha. Bây giờ họ say quá rồi, để con ra cậu lấy xe. Con giữ hai người này hả? Ừ. Lẹ lẹ. Rồi, cậu đi nha. Ơi cậu, cậu đi nha. Ơi, ai ai? Chào chú. Cái gì vậy? Mới sang sớm uống rượu à? Dạ không có. Tại cô dặn con ướp thịt phải để rượu cho thơm. À, tại chú thấy con cầm chai rượu, chú cứ tưởng. Dạ. Chuyện hôm qua, cho con xin lỗi chú nha. Vậy con nghĩ là con nhớ hết hả? Nhìn cái mặt kìa, đang xấu hổ lắm đúng không? Nhưng mà không sao, con thấy thoải mái là được rồi. Làm việc tiếp đi. Cất một chút chai nước nha. Dạ. Cứ tự do. Nè, thôi. Dạ. Tâm Anh đi học đi. Dạ. Em chúc chị một ngày làm việc thật vui vẻ. Bye bye nha. Ừ. Tâm Anh đi học được điểm cao nha. Dạ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Sáng thức giấc thì sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại nụ cười em nhạt sao mình yêu rất yêu. Em thơ ngây vì bao trời đang mê say giấc môi em hồng. Vui mai say gọi. Cậu. Lần đầu tiên tôi nghe chị hát á. Ờ, tôi đâu có hát đâu. Ủa tôi mới nghe mà ta. À, chắc là cậu nghe nhầm rồi đó. Ờ, chắc là tôi nghe nhầm. À mà chị ơi. Hả? Chị hát hay lắm á nha. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau tình yêu sao giờ vậy? Chú có chuyện gì vui hả? Dạ đâu có đâu. Từ đó tới giờ chú thấy con vui như vậy đó nha. Dạ không có gì đâu chú. Nhìn lạ lắm á. Mắc cười quá hả? Dạ. Mặt con á. Mặt con bị gì hả chú? Nè, coi chú nè, đây. Mặt con là mặt chú nha, nhìn cho kỹ nha, nhìn nè. Làm gì mà căng cái vậy? Nè, coi nhìn chú học hỏi nha. Mình nướng thịt mình khoan thai thôi, bình thường nè, thấy chưa? Đó, dạ, con biết rồi, chú để con nướng cho. Thôi được rồi, để chú nướng cho. Thôi con biết rồi, con nướng cho, con nướng được mà. Được rồi, để chú nướng cho. Nè, bây miếng chín này nè, cắt con ăn đi. Dạ. Bỏ đây nè. Rồi, uống lại. Nè, con ăn đi. Anh kêu em ăn hả? Ủa, chị Mí. Ai kêu? Ủa? Cô Tâm Mí. Sao tự nhiên cô mặc ở đây vậy? Ờ, à, em hiểu rồi. Để em vô ngồi ăn chung với hai người nha. Ờ à? Đi học về sớm. Đàn bà con gái gì
Ăn xong hãy nói, vừa ăn vừa nói văn tùm lum la ăn được nữa. Cái gì? Tại vì tính tôi đó, thầy thích làm nhiều việc cùng lúc. Ý là đang nói bụng á, đi học giờ nói bụng chết cũng hay cái hăng rồi á. Nóng quá. Nói bụng quá điểm nổi. Chưa thấy ai phụ nữ với cô luôn á. Chị ơi, cho em chai rượu gạo. Cái gì? Tôi kêu trà đá là mà rượu gạo gì nữa? Trà đá cái gì? Ăn thịt nướng phải uống rượu gạo mới ngon. Dạ. Cảm ơn chị, đây là rượu gạo, cảm ơn chị. Thử này ngon lắm. Em không dám uống đâu, em sợ say lắm. Không có say đâu em, cái rượu gạo này nhẹ hều à. Nè, ly đầu tiên nha, uống 100% cho chị. Cái gì 100%? Đây, rót đầy hết 100%. Con không biết uống, đừng uống nữa chưa. Mắt công á, con uống vô rồi sẽ trở thành cô gái bãi biển như ai kia đó. Vô duyên quá, tự nhiên đi biêu riết tay vậy. Vô, 1, 2, 3. Em sợ say quá. Không có say đâu, nghe lời chị, nhanh lên, nhanh lên, ngon lắm nè. Thơm quá, 100% nhắm thôi chị giận á. Con uống được, đừng uống nha. Uống được không sao đâu, nhẹ hèo, 2, 3. Vô, uống đi, 100%. Cho 100% cho. Ngon, 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 ngon. Uống thêm vô, uống thêm vô. Đừng nghe lời cổ, uống được thì đừng uống con. Uống vô, uống vô, uống vô, uống vô. Đó, ăn thịt nướng là phải uống rượu gạo vậy mới ngon chứ. Chị ngon ơi, công nhận cái này ngon quá hả? Đây, 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 chị đó thêm cho. Đó. Đó, con uống được, đừng uống. Mới lần đầu uống mà rành quá ha, ngon quá nữa. Ngon lắm á cậu. Ngon lắm á. Đây nè, ăn thịt con uống miếng nữa à. Uống miếng nữa thôi. Anh cũng uống luôn đi. Thôi. Tự nhiên uống trà đá anh kia. Mắt công trở thành người cô gái bãi biển. Chú có thêm cái miếng thịt này nó mắc cười không? Con nói gì vậy? Miếng thịt có mắc cười gì đâu. Có mà. Con có sao không vậy? Đã nói rồi, không uống được thì đừng có uống. Học theo người ta chứ không biết nữa. Chị Mai, chị đừng có nhìn ra, mặt chị hề quá à. Mặt chị có hề đâu hề. Em đi vệ sinh nha. Trong đây nè. Con sao vậy? Ý, con sao? Không sao. Trời ơi, đã nói rồi, không uống được thì uống. Chân nghe quá sao không vậy? Tao bị nó té rồi. Sao? Sao không vậy? Sao em? Nó dầu sức cho nó đi. Chị. Chuyện cái gì nữa mà chị? Uống không được đừng uống. Uống là khóc, uống là khóc mà khoái uống lắm. Em có sao? Được rồi, cô được xin lỗi rồi. Người trên tâm sao? Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa cậu, gì vậy cậu? Bây giờ con giữ hai người này giùm cậu nha. Bây giờ họ say quá rồi, để con ra cậu lấy xe. Con giữ hai người này hả? Ừ. Lẹ lẹ. Rồi, cậu đi nha. Ơi, cậu! Cậu đi nha! Ơi! Ai ai? Ủa cái gì vậy? Dí thơ thơ! Ủa sao vậy? Đau! Đau hả? Cố gắng đứng dậy đi! Ôi, dầu sức nữa! Ôi, dầu sức nữa! Cho tôi đi! Xin lỗi! Chị đâu vậy? Đi lên kia. Cậu bé Nguyên dễ thương quá. Mà cái cây dễ thương quá.
Nè, mỗi lần chị xỉn là chuyện vậy á hả? Ơi nè, chị.